Chào cả lớp. Về dinh dưỡng cho người bệnh hậu COVID-19 thì cái triệu chứng mà của người bệnh hậu COVID-19 thì nó cũng rất là đa dạng và liên quan đến dinh dưỡng cũng vậy. Có những cái nghiên cứu mà trước đây thì cái triệu chứng hậu COVID thì là ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tình trạng dinh dưỡng. Và cái hội chứng COVID kéo dài, hội chứng COVID-19 kéo dài thì theo viện quốc gia về chăm sóc sức khỏe của Anh Quốc là cái tổ chức NICE thì cái hội chứng COVID kéo dài thì bao gồm rất là nhiều cái dấu hiệu và triệu chứng sau khi nhiễm COVID-19 và cái triệu chứng kéo dài trên 12 tuần và không giải thích được những cái bằng những cái chẩn đoán khác là cái người ta định nghĩa là cái hội chứng COVID hậu COVID-19 và một số những cái triệu chứng thường gặp của người bệnh hậu COVID-19 thì chắc là những cái triệu chứng này thì tất cả các bác sĩ cũng đã biết đến. Ví dụ như là người bệnh thường là có triệu chứng là rất là mệt mỏi, tiêu chảy hoặc là có cảm giác là mất ngon miệng hoặc là tổn thương da, mất khứu giác và thay đổi hoặc là mất vị giác, hoặc người bệnh có đau họng, ho hoặc đau ngực thì cái này nó liên quan đến rất là nhiều chuyên khoa và chuyên khoa dinh dưỡng thì cũng gặp những cái triệu chứng mà ảnh hưởng đến cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh, đặc biệt ví dụ như là tiêu chảy hoặc là mất cảm giác ngon miệng hoặc là thay đổi hoặc là mất khứu giác với vị giác ấy thì là làm cho người bệnh sẽ rất là mệt mỏi và cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh cũng thay đổi rất là nhiều. Và nếu mà khi mà chúng ta mà điều trị những cái triệu chứng khác mà không chú ý đến cái phần dinh dưỡng thì làm người bệnh cũng rất là khó phục hồi. Chính vì vậy thì là cái phần mà chúng ta đánh giá về cái dinh dưỡng của người bệnh hoặc là những cái triệu chứng liên quan thì cũng rất là quan trọng. Đây là có những cái nghiên cứu mà về 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 của cái tổ chức là ESPEN là cái hiệp hội dinh dưỡng lâm sàng của châu Âu thì người ta cũng nghiên cứu đến những cái tình trạng dinh dưỡng mà ảnh hưởng sau khi trong hoặc là sau khi bị COVID-19 và sau khi nhập viện thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đến những cái nó có rất là nhiều cái hay triệu chứng và trong cái những cái nghiên cứu này thì người ta thấy là một số những cái dấu hiệu liên quan đến dinh dưỡng như là có cảm giác thèm ăn, mất khứu giác chúng ta đã nhắc ở phần trên hoặc là người bệnh có cái cảm giác là nhai có cái dấu hiệu là nhai và nuốt khó này hoặc là cái tình trạng làm trống dạ dày chậm này hoặc là cái cảm giác no là người bệnh cũng giảm cái khối lượng ăn vào. Đây là một số những cái nghiên cứu mà người ta thấy là những cái liên quan đến cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh sau khi bị COVID-19. Ví dụ như là người ta thấy là giảm cái cảm giác ngon miệng này thì là gặp đến trong 58% hoặc là người bệnh có cái cảm giác no 49% hoặc là những cái dấu hiệu khác thì như là thay đổi vị giác hoặc là mất mùi thì là cũng khoảng là 27 đến 33% hoặc người bệnh có nôn hoặc là đau ở vùng miệng và những cái biến chứng khác thì nói chung là về cái ảnh hưởng những cái dấu hiệu liên quan đến dinh dưỡng của người bệnh thì là nó cũng rất là đa dạng. Đây thì một số những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh hậu COVID-19 thì chúng ta thấy là khi mà điều trị trong khi mà điều trị thì người bệnh có cái tình trạng là sốt nhiễm trùng hoặc là suy hô hấp thì làm người bệnh là có cái cảm giác mệt mỏi chán ăn và sẽ làm giảm cái lượng thức ăn ăn vào.
Và khi mà giảm cái lượng thức ăn ăn vào thì gây ra cái tình trạng là người bệnh có nguy cơ bị suy dưỡng ở các mức độ khác nhau. Để mà đánh giá cái nguy cơ suy dưỡng ở các mức độ khác nhau thì chúng ta cũng có những cái phương pháp mà đánh giá tình trạng dinh dưỡng phù hợp để chẩn đoán và can thiệp phù hợp cho người bệnh. Ví dụ như là chúng ta có phương pháp là nhân chắc này, hoặc là hỏi khẩu phần ăn, hoặc đánh giá cái thành phần của cơ thể. Hoặc là người bệnh sau khi điều trị, đặc biệt là đối với cả những người bệnh bệnh nhân nặng mà khi mà điều trị ở trong bệnh viện, người ta phải đặt ống thở máy hoặc suy nhược cơ dẫn đến yếu cơ, thì người ta có những cái dấu hiệu là khó khăn trong việc nhai nuốt thức ăn, thì chúng ta sau khi điều trị COVID-19 thì chúng ta cũng phải can thiệp dinh dưỡng phù hợp để cho người bệnh có cái sức khỏe tốt, hoặc là không có những cái biến chứng. Ví dụ như là nếu mà người bệnh mà nuốt mà gặp những cái vấn đề và nuốt mà chúng ta lại không có những cái thức ăn phù hợp, lại dẫn đến cái tình trạng là hít sặc hoặc là viêm phổi hít sau khi điều trị, thì là trong những cái người bệnh nhân này thì chúng ta cũng cần chú ý đến cái tình tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh và có những cái chế độ ăn phù hợp cho người bệnh. Thì về cái phần đánh giá dinh dưỡng thì là cũng chúng ta có rất là nhiều cái phương pháp đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng, như là cái biện pháp mà nhắc nhân chắc thì chúng ta có thể là tính BMI, hoặc là các BMI thì chắc là tất cả các bác sĩ cũng biết cái cách tính rồi, thì BMI nó bằng cái công thức là tính là bằng cân nặng chia cho chiều cao bình phương, và cân nặng tính bằng kilogram, hoặc chiều cao tính bằng mét. Và dựa vào cái chỉ số BMI là cái phương pháp mà chúng ta xác định cái tình trạng dinh dưỡng rất là dễ và đơn giản nhất. Và mình thấy là cái tính BMI mà BMI dưới 18,5 thì chúng ta thấy là cái tình trạng cân nặng của người bệnh là thiếu cân, hoặc là đối với người lớn trên 18 tuổi thì mình có thể là chẩn đoán là cái dấu hiệu là thiếu năng lượng trường diễn. Còn đối với BMI mà từ 18,5 đến 24,9 thì là cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh là trong giới hạn bình thường, còn là từ 25 đến 29,9 thì là thừa cân, và trên 30 thì là chẩn đoán là béo phì. Thì đấy, chúng ta dựa vào cái dấu hiệu mà cái đánh giá BMI thì chúng ta cũng có thể đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh được một cách nhanh nhất, và chúng ta có thể là đưa ra những cái chẩn đoán nhanh ban đầu. Hoặc là chúng ta đánh giá tình trạng dinh dưỡng thì chúng ta có thể hỏi về cái tình trạng là giảm cân của người bệnh. Ví dụ như là nếu mà người bệnh mà giảm cân thì chúng ta sẽ tính cái phần trăm cân nặng giảm cân trong khoảng thời gian, ví dụ như là khoảng thời gian 1 tháng, hoặc mình có thể là hỏi cái cân nặng hiện đo cái cân nặng hiện tại và hỏi cân nặng trước đây 1 tháng hoặc 3 tháng hoặc là 6 tháng để người, so sánh cái cân nặng mà chúng ta tính. Nếu mà trong 1 tháng mà người bệnh mà giảm trên 5%, hoặc là trong 3 tháng mà trên 7,5%, hoặc là trên 6 tháng trên 10%, thì chúng ta thấy là cái tại tình trạng dinh dưỡng của người bệnh là có cái tình trạng giảm cân và liên quan đến cái dinh dưỡng, mà thì chúng ta cần can thiệp mà kịp thời và phù hợp. Ngoài những cái hai cái biện pháp trên thì chúng ta có thể là kiểm tra cái thể chất của bệnh nhân, chúng ta khám lâm sàng ạ, thì chúng ta có thể thấy khám cái khối cơ ở vùng cơ delta, hoặc là cơ vùng thái dương, hoặc là cơ tứ đầu đùi, thì chúng ta thấy nếu mà người bệnh có cái tình trạng teo cơ, hoặc là có cái dấu hiệu phù, hoặc là có cái dấu hiệu là rụng tóc bất thường, hoặc là có một số những cái dấu hiệu ở da niêm mạc hoặc là ở tóc hoặc móng, có dấu hiệu như là khô da hoặc là vết dạn, hoặc là móng tay khô lõm, thì chúng ta thấy là cũng có thể là liên quan đến cái dấu hiệu là thiếu dinh dưỡng và thiếu những cái vi chất cần thiết. Thì chúng ta ví dụ như là nếu mà người bệnh thấy cái dấu hiệu mà teo cơ thì chúng ta có thể hỏi cái khẩu phần ăn,
nói chung là đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng thì chúng ta có thể là kết hợp các phương pháp để chúng ta đánh giá, có thể tính BMI, chúng ta tính hỏi khẩu phần ăn, chúng ta kiểm tra thể chất và chúng ta làm xét nghiệm để đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh được cụ thể nhất. Ví dụ như là mình thấy là người bệnh có tình trạng là teo cơ thì chúng ta hỏi cái khẩu phần ăn, chúng ta chú ý đến cái vấn đề là thức ăn đưa vào về cái phần mà năng lượng và protein là có đủ không, hoặc là người bệnh nếu mà có phù thì chúng ta cũng xem là cái năng lượng và protein người bệnh là có trong cái khẩu phần ăn thì có giảm rất là nhiều so với trước đây hay không, hoặc là bệnh nhân có rụng tóc hoặc thì chúng ta hỏi liên quan, nếu mà cái khẩu phần ăn giảm thì nó sẽ đi kèm với cả những cái vi chất sẽ giảm, ví dụ như là thiếu những cái vitamin hoặc là thiếu kẽm chẳng hạn, thì làm cái tình trạng là rụng tóc cũng là nhiều. Thì đấy là cái dấu hiệu khám lâm sàng đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh. Hoặc chúng ta hỏi cái khẩu phần ăn mà khẩu phần ăn 24 giờ thì chúng ta có, nếu mà về phần mà bác sĩ dinh dưỡng thì sẽ hỏi lại kỹ được cái phần này, hoặc còn nếu mà chúng ta là các bác sĩ lâm sàng kết hợp để đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng thì chúng ta có thể hỏi cái khẩu phần ăn hiện tại so với cả trước đây xem nó thay đổi giảm với cái số lượng nhiều không, để chúng ta biết là cái mức giảm cái thức ăn ăn vào là khoảng là bao nhiêu. Còn nếu mà chúng ta đánh giá cụ thể là cái khẩu phần ăn 24 giờ thì chúng ta hỏi là ví dụ như là từ 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng mai người bệnh ăn những cái gì, để chúng ta tính toán cái năng lượng mà người bệnh đưa vào và so với cả cái năng lượng mà chúng ta tính toán để người bệnh theo cái cân nặng chiều cao hoặc là những cái của người bệnh, để chúng ta so sánh hai cái mức là năng lượng đưa vào và cái năng lượng nhu cầu, nếu mà nó để chúng ta so sánh và đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh. Và còn một số những cái đánh giá dinh dưỡng mà chúng ta có thể làm xét nghiệm để xem là cái tình trạng dinh dưỡng của người bệnh thế nào khi những bệnh nhân đi khám, hoặc là ở trong bệnh viện thì chúng ta có thể làm một số cái xét nghiệm, ví dụ như là cái xét nghiệm albumin hoặc là prealbumin hoặc là công thức máu hoặc là một số cái vi chất như là sắt, kẽm hoặc là vitamin D hoặc là magie, hoặc là kết hợp với cả những cái chức năng khác, ví dụ như là chức năng gan, chức năng thận hoặc là đường máu, thì nó cũng có liên quan đến dinh dưỡng, để chúng ta có cái tư vấn dinh dưỡng cho nó phù hợp. Đấy, thì chúng ta khi mà chẩn đoán dinh dưỡng thì chúng ta sau đó thì là chúng ta sẽ xác định để xem người bệnh có vấn đề về dinh dưỡng gì cần can thiệp về dinh dưỡng, và khi đó thì chúng ta sẽ xác định tính toán cái nhu cầu dinh dưỡng của người bệnh. Thì tính toán nhu cầu dinh dưỡng gồm chúng ta tính là cái nhu cầu về năng lượng, protein và những cái chất khác, ví dụ như là lipid, glucid và vitamin và khoáng chất. Thì đối với mỗi người bệnh thì chúng ta có cái phương pháp tính toán cụ thể, ví dụ như là chúng ta sẽ đối với những cái bệnh nhân mà không có những cái bệnh lý kết hợp thì chúng ta sẽ tính toán theo cái nhu cầu dinh dưỡng cho người trưởng thành và kết hợp với cái mức mức độ hoạt động của người bệnh. Còn nếu mà đối với cả những người mà có những cái bệnh lý kết hợp như bệnh lý là đái đường hoặc là suy thận thì chúng ta cũng sẽ tư vấn theo và tính toán theo cái bệnh của họ. Thì đây là một số những cái ảnh hưởng của cái hội chứng hậu COVID và liên quan đến dinh dưỡng, ví dụ như là người bệnh có suy giảm khối cơ này, hoặc có đáp ứng viêm, có viêm này, và có suy giảm miễn dịch này, hoặc là có cái stress oxy hóa, thì chúng ta dựa vào những dấu hiệu mà của người bệnh để chúng ta có những cái biện có những cái tư vấn cụ thể, ví dụ như là người bệnh mà có thấy là suy giảm khối cơ thì chúng ta có thể là phải
đánh giá cái mức như lúc trước đã trình bày ấy, là chúng ta phải xem là năng lượng của người bệnh đưa vào có phù hợp không. Ví dụ trước đây thì họ ăn mỗi bữa là mấy bát cơm và thịt là khoảng bao nhiêu, mà hiện nay thì họ ăn giảm được một nửa khẩu phần đấy chẳng hạn, thì chúng ta phải chú ý đến cái tư vấn là làm sao để đủ năng lượng, và cái những cái biện pháp mà tư vấn để cho người ta đủ năng lượng thì là có rất là tí nữa ở cái phần tiếp theo thì là sẽ trình bày tiếp. Hoặc là ví dụ như là người bệnh mà có cái trong cái hội chứng hậu COVID này thì nó cũng ảnh hưởng đến miễn dịch, thì chúng ta cũng chú ý đến cái phần là vitamin và khoáng chất. Thì trong cái phần vitamin và khoáng chất thì nó có là ví dụ như là vitamin D hoặc là kẽm hoặc là những cái protein. Ví dụ như là chúng ta mà thiếu protein thì nó cũng ảnh hưởng đến cái miễn dịch rất là nhiều. Đấy thì hoặc là người bệnh mà có cái viêm thì chúng ta sẽ bổ sung xem là những cái thực phẩm mà giàu omega 3 hoặc là những cái một số cái yếu tố khác, ví dụ như là người bệnh mà có sau trong cái hội chứng hậu COVID này thì cũng có cái test oxy hóa, thì chúng ta sẽ tư vấn là ăn những cái thực phẩm mà giàu những cái vitamin và khoáng chất, ví dụ như là vitamin A hoặc C, E. Thì nhu cầu dinh dưỡng, để xác định cái nhu cầu dinh dưỡng cho người bệnh thì như lúc trước đã trình bày là nếu mà những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh nền như tiểu đường, suy thận thì chúng ta vẫn phải ăn theo cái nguyên tắc bệnh lý đó. Còn đối với cả những cái người bệnh không có bệnh lý nền thì chúng ta chú ý đến cái phần là tính toán năng lượng đủ nhu cầu. Ví dụ như là đối với cả người bình thường thì chúng ta có thể là theo cái cân nặng, ví dụ như là 30-35 kilocalo trên 1 kg cân nặng và nhân với cả cái hệ số hoạt động. Ví dụ như là người bệnh mà có hoạt động nặng thì có cái hệ số hoạt động nó sẽ nhiều hơn, còn những người làm cái hoạt động nhẹ hoặc những người mà đã bị hậu COVID thì người ta cũng không hoạt động nặng được, thì chúng ta tính toán cái nhu cầu trung bình là khoảng 35 kilocalo trên 1 kg cân nặng đối với cả cân nặng thực tế của người bệnh. Và chúng ta cũng chú ý nhất là đến cái vấn đề là xác định cái nhu cầu protein cho người bệnh. Ví dụ như là người bình thường của chúng ta ấy, thì nhu cầu protein nó có phải trong khoảng là từ 1 đến 1,3 gram trên 1 kg cân nặng, hoặc là trong cái khẩu phần ăn của người bình thường thì là khoảng là từ 15-20% là cái phần trăm về protein. Thì cái nhu cầu đối với cả những cái người bị hậu COVID thì là cái nhu cầu protein là cao hơn bình thường một chút, là nó khoảng là 1,2-2 gram trên kg cân nặng thực tế, hoặc là cái nếu mà thể tính toán theo tổng nhu cầu thì chúng ta có thể lấy trên khoảng 20% là cái phần trăm năng lượng. Và nếu mà cái những ở trong đây mà có các bác sĩ dinh dưỡng thì biết cách tính cái nhu cầu protein, còn nếu mà các bạn là các chuyên khoa khác thì cái cũng cái nhu cầu protein này thì cũng giải thích một chút, là ví dụ như là chúng ta tính là một người độ khoảng, ví dụ một người độ khoảng 50 cân chẳng hạn, chúng ta tính nhu cầu protein là khoảng 2 gram thì là tính chúng ta sẽ tính là độ khoảng 100 gram protein. Thì cái protein này thì ví dụ như trong một cái lạng thịt chẳng hạn, thịt lợn, thịt bò hoặc thịt gà ấy, thì nó chỉ có độ khoảng 20 gram một lạng thịt, nó khoảng 20%, trung bình khoảng 20% protein. Thì nếu mà cái nhu cầu protein tăng cao thì hoặc là cái nguồn cung cấp protein nó từ thịt hoặc là cá hoặc là trứng sữa thì chúng ta nhu cầu protein tăng lên, ví dụ như là tính 2 gram là được 100 gram protein. Thì ngoài, bởi vì cái protein ấy nó ngoài từ cái động vật thì nó còn có ở trong thực vật như là cơm hoặc là rau, nó cũng có protein như cái, hoặc là cái đậu hoặc các loại hạt ấy thì nó cũng nhiều protein, thì chúng ta sẽ cân đối cái protein động vật với thực vật ví dụ như một cái bệnh nhân lúc trước tính là khoảng 100 gram protein thì chúng ta tính là khoảng 3 trên độ khoảng
60% là cái của động vật, còn lại là của từ thực vật. Thì chúng ta tính một người trung bình độ khoảng 50 cân thì khoảng ăn độ khoảng 3 lạng thịt một ngày chẳng hạn đấy, thì chúng ta tính thế chứ không phải không lại nếu mà nhiều người mà chưa 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 học hoặc là chưa biết về dinh dưỡng ấy thì lại tính cái nhu cầu này nó lại 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 nhầm với cả tính là cái số gram thịt. Thì là giải thích cái phần này để chúng ta tính toán cho nó phù hợp. Hoặc là nếu mà cái lượng protein từ trong sữa thì trung bình các loại sữa, ví dụ như sữa Ensure hoặc là những cái sữa công thức chuẩn độ khoảng 1 kilocalo trên 1 kg cân nặng, thì cái nhu cầu trong 100 ml đấy thì nó có khoảng là 4 gram protein. Thì chúng ta sẽ biết cách, hoặc như là bình thường một cốc sữa chẳng hạn thì chúng ta thấy là cung cấp độ khoảng 8 đến 10 gram protein đấy, để chúng ta biết cách tính nhanh để tư vấn cho người bệnh là ăn bao nhiêu cho nó hợp lý ạ. Thì còn cái nhu cầu vitamin và khoáng chất thì hiện đối với cả những cái người mà bị hậu COVID thì cũng khuyến cáo là bổ sung theo cái nhu cầu khuyến nghị, hoặc là nếu mà cái những cái trường hợp nào mà có cái bệnh lý mà kèm hoặc là thuốc mà điều trị kèm nó làm tăng cái nhu cầu của cái chất đó thì chúng ta bổ sung thêm. Ví dụ như là những cái người mà điều trị mà dùng cái thuốc corticoid, ví dụ như bệnh nhân bệnh phổi mãn tính chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái nhu cầu canxi nó có thể tăng hơn so với cả người bình thường. Hoặc là đối với cả những cái chúng ta thấy là nếu mà đối với cả những trẻ mà đang lớn mà cái trong cái quá trình này mà hay bị bởi vì cái tình trạng mà thiếu vi chất hiện tại ở ở như là ở người Việt Nam, thì cái có cũng nhiều nghiên cứu là liên quan đến cái thiếu vi chất, thì cũng hay thiếu một số những cái vi chất như là vitamin D hoặc là sắt hoặc là kẽm ấy, thì chúng ta cũng cần chú ý đến bổ sung trong cái giai đoạn này. Đây thì ví dụ như là cũng về những cái chất mà liên quan đến cái miễn dịch, thì người ta thấy là một số cái như là vitamin D và COVID thì người ta cũng có nhiều cái nghiên cứu, thì người ta thấy là cái vitamin D thì cũng rất là quan trọng với cái sức khỏe của xương và cơ, và nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái phản ứng miễn dịch của cơ thể với cái virus đường hô hấp. Nên là trong cái về tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh hậu COVID thì chúng ta cũng chú ý đến những cái chất này. Ví dụ như là theo những cái khuyến cáo của Anh chẳng hạn, thì là người ta khuyến cáo là nên dùng, ví dụ đối với người lớn thì bổ sung hàng ngày là khoảng 400 đơn vị, còn đối với cả trẻ sơ sinh đến 1 tuổi thì bổ sung hàng ngày khoảng 340 đến 400 đơn vị, hoặc là trẻ từ 1 đến 4 tuổi thì khoảng bổ sung là 400 đơn vị. Và người ta cũng khuyên là không nên bổ sung liều lượng vitamin D quá cao trong một cái thời gian dài, vì nếu mà chúng ta bổ sung cái vitamin D, nó là vitamin tan trong dầu, nó có thể là nếu mà chúng ta bổ sung liều cao một lần thôi thì không sao, thì nó có thể dự trữ ở gan và nó có tiết ra hàng ngày, nhưng nếu mà chúng ta bổ sung với cả cái liều cao trong thời gian dài thì nó có thể làm tăng canxi huyết, và người ta khuyến cáo là liều tối đa hàng ngày độ khoảng là 4.000 đơn vị. Và của Viện Dinh dưỡng đối với cả những cái khuyến cáo về vitamin D này thì cũng dựa vào những cái khuyến cáo mà của chung, thì là khoảng nếu mà chúng ta ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì chúng ta có thể là bổ sung 400 đơn vị một ngày. Vì và thực tế những cái bệnh nhân mà đi khám, nếu mà khám liên quan đến dinh dưỡng mà làm những cái xét nghiệm vitamin D này thì cũng rất là nhiều người có thể là thấy cái dấu hiệu là thiếu vitamin D, đặc biệt là kể cả những cái bệnh nhân nặng thông thường không phải là bị COVID-19, nhưng mà khi vào ví dụ vào bệnh viện mà xét nghiệm cái vitamin D thì cũng cái dấu hiệu mà thiếu thì cũng rất là nhiều, đặc biệt là ảnh hưởng những cái bệnh nhân nặng ấy thì nó cũng ảnh hưởng nhiều. Nên là thường là nếu mà chúng ta xét nghiệm được thì chúng ta xét nghiệm để chúng ta điều trị cái liều khuyến cáo này thì không phải là cái liều điều trị. Nếu mà chúng ta xét nghiệm được cái xét nghiệm mà bệnh nhân thiếu nhiều thì chúng ta cái dùng cái liều điều trị nó sẽ khác.
nó cũng nói chung là về nghiên cứu về vitamin D với COVID thì cũng có rất là nhiều nghiên cứu, thì nếu mà các anh chị và các bạn quan tâm thì chúng ta có thể đọc một số những cái nghiên cứu này. Đây là ví dụ, đây là một cái bệnh nhân ví dụ một cái xét nghiệm một cái bệnh nhân mà khám vào viện vì COVID, hậu COVID, và bệnh nhân này có cái tình trạng dinh dưỡng, thì cũng bệnh nhân cũng là bệnh nhi thì có cái tình trạng dinh dưỡng là suy dinh dưỡng, và xét nghiệm về cái vitamin D thì cũng thấy là nó thiếu rất là nhiều, và cái này thì phải bổ sung với cái là liều điều trị. Và đấy là một số những cái đánh giá và cái liên quan giữa dinh dưỡng với cả những cái bệnh nhân hậu COVID-19. Thì từ những cái đánh giá đó thì chúng ta có những cái lời khuyên lựa chọn thực phẩm cho người bệnh được phù hợp. Thì đối với cả những cái người bệnh mà hậu COVID-19 thì chúng ta cũng khuyên người ta những cái thực phẩm nên dùng. Thì đối với cái nhóm protein thì chúng ta cũng chọn các loại mà giàu protein, như các loại như là thịt nạc, hoặc là cá, hoặc là trứng, hoặc là sữa, hoặc là sữa chua, hoặc là đậu, các loại đậu đỗ, hoặc là phô mát. Thì đây là một số cái hình ảnh thì mọi người có thể tham khảo. Và những cái... những cái người bệnh này thì chúng ta cũng khuyên là nên ăn nhiều rau xanh quả chín này, và tăng cường bổ sung những cái thực phẩm mà chứa nhiều vitamin, đặc biệt là như là vitamin A hoặc là C, E hoặc là selen, thì có khả năng chống oxy hóa, như các loại mà có màu xanh sẫm, hoặc là màu hoặc là như là màu đậm như cà rốt này, giá đỗ xanh này, hoặc cà chua, rau ngót, rau muống, là những cái thực phẩm mà có nhiều cái vitamin. Hoặc là tăng cường bổ sung những cái thực phẩm mà chứa nhiều omega 3, như là một số loại như là cá hồi hoặc dầu ô liu, hoặc là và chúng ta có thể, nếu mà người bệnh mà không ăn đủ những cái không thường xuyên ăn được những cái thực phẩm mà giàu omega 3, thì chúng ta có thể là bổ sung thêm một số cái hoạt chất là EPA, là cái omega 3 ấy, để giảm cái tình trạng viêm và tăng cường miễn dịch cho người bệnh. Và nhu cầu nước thì chúng ta thấy là cái đối với cả những cái bệnh nhân COVID thì cái nhu cầu nước cũng rất là quan trọng. Thì ví dụ như là trong cái đợt dịch này thì rất là nhiều người bị rồi, thì thấy là nếu mà chúng ta không uống đủ nước ấy, thì cái đờm của bệnh nhân nó khi mà bị ấy, thì cũng rất là đặc, và cũng ảnh hưởng nhiều đến những cái dấu hiệu về hô hấp. Thì chính vì vậy thì cái nhu cầu nước chúng ta cũng phải chú ý là để tư vấn cho người bệnh, thì chúng ta tính toán, thì nếu mà có công thức tính thì nó sẽ theo từng lứa tuổi. Và người ta khuyên đối với cả người trưởng thành thì ít nhất là khoảng 1.500 ml một ngày đối với người lớn. Còn đối với cả những người mà có dấu hiệu, có triệu chứng liên quan đến mất nước như là tiêu chảy hoặc là sốt, thì sau đấy thì chúng ta sẽ phải cộng thêm cái lượng nước đó. Còn đối với trẻ em thì là cũng nhu cầu nước chúng ta cũng tính theo lứa tuổi, thì nó khoảng là khoảng 100 ml trên kg cân nặng, và theo lứa tuổi và cân nặng. Và cái nước chúng ta đưa vào thì chúng ta cũng sẽ từ nhiều nguồn, nước trắng hoặc là nước hoặc là sữa, hoặc là những cái dung dịch nước ép, hoặc là bổ sung khác, thì tất cả những cái nước chúng ta cộng tổng hàng ngày để đủ cái nhu cầu nước cho người bệnh. Và đối với cái cũng đối với cả những cái người mà hậu COVID, bởi vì họ có những cái dấu hiệu mà liên quan đến dinh dưỡng, như người bệnh có cái dấu hiệu như là mệt mỏi này, hoặc chán ăn này, hoặc là có cái cảm giác đầy bụng, thì chúng ta cũng phải tư vấn cho họ là biết cách ăn uống như thế nào để làm sao có mệt mỏi chán ăn nhưng mà vẫn ăn đủ cái nhu cầu mà cần để không bị giảm cân. Thì chúng ta thấy là chúng ta khuyên bình thường người ta cái thói quen bình thường và cái ăn uống hàng ngày thì người ta chỉ ăn uống được khoảng 3-4 bữa một ngày, nhưng mà khi mà bị vào ăn kém hoặc là mệt mỏi thì chúng ta khuyên là người bệnh là chia nhỏ bữa ăn ra, thì chia độ khoảng 4-6 lần một ngày, hoặc là dài, hoặc là nhiều hơn, hoặc vài giờ một lần, để cho là đủ cái lượng dinh dưỡng mà chúng ta nhu cầu của họ. Và khuyên là ăn những cái thực phẩm giàu protein trước trong bữa ăn, và ăn thực phẩm giàu calo và protein, như là một số những cái loại như là
sữa nguyên chất hoặc sữa cao năng lượng này, và cân nhắc là chúng ta làm xem xét là bổ sung vitamin tổng hợp. Nếu mà người bệnh, bởi vì người bệnh mà đã rất là mệt mỏi chán ăn rồi, ăn không đủ nhu cầu ấy, khi mà ăn không đủ nhu cầu thì sẽ thiếu những cái vi chất, ví dụ như là kẽm hoặc vitamin, thì hoặc là những cái axit amin cần thiết như là lysine ấy, thì nó người bệnh lại càng có cái cảm giác là không ngon miệng, thì người ta ăn càng không ngon. Thì lúc đấy khi mà đã không ngon như vậy và thiếu như vậy thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái vitamin tổng hợp, nếu mà thấy là người ta ăn rất là ít, ăn dưới 50% nhu cầu, thì chúng ta có thể là kê những cái thực vitamin và vi chất để cho giúp là những cái chất này thì khi mà đủ thì giúp người bệnh cũng ăn ngon miệng hơn. Và khi người bệnh mà có cái thay đổi vị giác thì chúng ta có thể là khuyên người bệnh là ăn những cái thức ăn mà lạnh hơn, hoặc là thêm những cái gia vị như đường, muối để tạo cái gia vị cho món ăn. Và nếu người bệnh mà có cái cảm giác mà khô miệng thì chúng ta có thể khuyên là họ nhai kẹo cao su trước khi ăn hoặc sau bữa ăn để cho họ tiết nước bọt nhiều hơn. Và cũng khuyên họ là đánh răng thường xuyên để tránh mảng bám. Thì thường nó khuyên đánh răng sau khi ăn để mảng bám này, nếu mà những người mà có nhai hoặc nuốt kém ấy, chúng ta để mà những cái mảng bám này mà còn dính không nuốt thì nó có thể là hít sặc, nó cũng gây viêm phổi. Và một số những cái dấu hiệu như người bệnh mà có dấu hiệu mà rối loạn có cái rối loạn nuốt thì là chúng ta cũng cần là đánh giá cái khả năng nhai và nuốt của người bệnh để cho người bệnh được ăn đảm bảo ăn uống được an toàn. Thì chúng ta đánh giá cái khả năng nhai và nuốt thì có rất là nhiều cái phương pháp đánh giá, và thường những cái chuyên gia về phục hồi chức năng thì như ở bệnh viện Bạch Mai thì về có cái trung tâm phục hồi chức năng sẽ, hoặc là những cái điều dưỡng sẽ đánh giá ban đầu, và khi mà thấy có dấu hiệu rối loạn nuốt thì có thể là mời những cái anh chị ở bên phục hồi chức năng đánh giá để can thiệp sâu. Hoặc khi mà chúng ta thấy mà dinh dưỡng mà thấy có những cái bệnh nhân mà có cái dấu hiệu rối loạn nuốt thì chúng ta cũng biết và chúng ta cũng chú ý để chúng ta có những cái chế độ ăn phù hợp cho người bệnh. Ví dụ như là người bệnh là nhai nuốt kém thì chúng ta cũng phải chế biến là mềm, nhừ, xay nhuyễn, hoặc là khi mà có cái dấu hiệu rối loạn nuốt nhiều thì chúng ta có thể là phối trộn thêm những cái chất làm đặc khi chế biến để nó tránh là cái sặc vào khi mà nuốt ấy, thì họ là tránh sặc mà có cái dấu hiệu có cái chất làm đặc này thì chế biến ấy. Thì ví dụ như ở đây là một số những cái hình ảnh mà trung tâm dinh dưỡng mà có cái chế biến cái chế độ ăn cho người bệnh rối loạn nuốt để cho thêm, ví dụ như là như cháo hoặc là súp thì cho thêm những cái chất làm đặc, thì là cái chất làm đặc này nó có cái tác dụng là để cái nuốt và nó có thành cái khối, và để người bệnh nuốt và nó không làm sặc vào cái đường hô hấp. Còn một số những cái thực phẩm hạn chế dùng thì cũng như là những cái như là cái chế độ ăn hợp cân đối hợp lý thì chúng ta cũng khuyên người ta hạn chế những cái thực phẩm mà giàu axit béo no, ví dụ như là các món như thịt nướng, thịt hun khói, hoặc là những cái tự đồ hộp đóng sẵn thì nên hạn chế dùng. Và đây là một số cái phương pháp mà tổng kết lại để cho người bệnh ăn uống an toàn cho người bệnh hậu COVID. Nên chúng ta để là cho người bệnh ăn ở cái tư thế nào ngồi khi ăn, thì để tránh nếu mà có những cái tư thế mà không hợp lý thì nó có thể là gây sặc đấy ạ. Hoặc là khi mà người bệnh mà ăn xong thì có thể là đứng hoặc là đi lại một chút để cho thức ăn không bị trào ngược. Và khuyên là người bệnh nên là đánh răng hàng ngày, đánh răng sau mỗi bữa ăn, hoặc là hạn chế những cái yếu tố sao nhãng khi là người bệnh ăn, để thứ như không xem TV hoặc là không nói chuyện trong khi ăn, và chúng ta chia nhỏ bữa ăn cho người bệnh.
Và khi mà ăn có cái dấu hiệu mà nuốt khó thì chúng ta nên là khuyên họ là nhai kỹ trước khi nuốt, hoặc là có thể nuốt lại 2-3 lần để cái sạch khoang miệng. Vâng ạ, thì bài 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 trình bày của đề